Ban chỉ đạo hè huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2024 với chủ đề Vui khám phá, thỏa đam mê. Hè năm nay, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức thành công trại hè thiếu nhi với hơn 350 em tham gia. Hội thi giai điệu tuổi thơ, hội thi trang trí heo đất, hội thi kể chuyện sách, giải bóng đá thiếu niên di động cho hơn 2.100 em thiếu nhi. Hè này, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói. Qua đó đã tổng hợp được hơn 300 ý kiến về phòng chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em trong trường học, tổ chức các lớp phổ cập bơi miễn phí cho hơn 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban chỉ đạo hè huyện tặng 395 suất quà cho các em thiếu nhi. Các xã thị trấn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức vận động trao tặng 560 suất học bổng, bảo hiểm y tế, quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. 12 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và phong trào tình nguyện đã được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. 10 em học sinh đạt danh hiệu bà tốt được nhận giấy khen của huyện đoàn.